Hôm qua tại Hà Nội, tập đoàn Vingroup đã chính thức công bố chiến lược đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ, công nghiệp với mục tiêu đưa Vingroup sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ, công nghiệp, dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thì chiều ngày hôm qua, Vingroup đã đồng loạt ra mắt công ty phát triển công nghệ Vintech, viện nghiên cứu dữ liệu lớn, viện nghiên cứu công nghệ cao VinHighTech và quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng. Trong đó thì quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng sẽ hỗ trợ các dự án nghiên cứu trong nước, thúc đẩy phong trào nghiên cứu và thực nghiệm, góp phần nâng cao năng lực cho các kỹ sư khi tốt nghiệp, hỗ trợ cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đặc biệt, với mong muốn tạo ra một môi trường tốt nhất cho các ý tưởng về công nghệ phát triển, Vingroup sẽ đầu tư Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Ứng dụng Công nghệ cao Vintech City theo mô hình của thung lũng Silicon, bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đi kèm như là khu văn phòng, trợ giúp pháp lý, tài chính, v.v. Bốn đơn vị vừa thành lập trên là bốn bước đi đầu tiên trong hướng phát triển mới của tập đoàn. Trong tương lai, Vingroup sẽ tập trung đầu tư đội ngũ nhân sự và hạ tầng để nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, phát triển các nguyên vật liệu thế hệ mới và sản xuất phần mềm, lập quỹ đầu tư về công nghệ tìm kiếm các ý tưởng, dự án có khả năng ứng dụng cao trên thế giới, với khát vọng góp phần ghi danh Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.